Chào tất cả mọi người, em sẽ lên cái video nhá hàng trước cho các bác này. Sau đó video sẽ lên vào khoảng độ 14 giờ nha các bác, 14 đến 15 giờ. Là các bác tranh thủ chốt được cái gì trước thì chốt này. Hôm nay hàng em về tương đối nhiều. Đó. Đầu tiên là em giới thiệu cho các bác cái khu vực này này, là những cái con trà nhắm măng này. Đó. Và cái bộ này thì nó mất motor này. Đó. Bác nào mà có motor rồi mua bộ này nhé. Và bác nào chưa có motor thì em cũng bán rời luôn. Và hôm nay em về được một cái con này. GSCC này. Hàng đẹp như mới nha các bác. Mới đến 95-98%. Công suất 200W nha các bác. Kèm điều khiển luôn này. Hàng rất là xịn sò nha các bác. Đó, các bác xem hộ em cái hãng này nhé. Giá mới chỗ nào bán rẻ nhất cũng tầm cỡ 2 triệu rưỡi nhé. Đó. Nên em về được một ít vít me này, một ít trục trượt này, đó. Nhôm này các bác này, nhôm 3x3 này, rất là nhiều nhá. Và chiều nay em lại về tiếp là hàng nhôm 4x8 nha các bác. Đó, chiều nay em về được vài tạ nhôm 4x8, các bác cứ đợi video ngày mai. Và đây là cái thanh led này, đó, thanh led này dài 1m2 nhé. Mỗi một thanh này sẽ có 84 cái mắt led, 84 cái mắt led và một cái mạch. Một cái mạch này nó chuyển từ điện 220 sang em chưa đo, hình như nó sang DC 110 á, hình như thế. Mạch này rất là xịn nhá, sau tí nữa em cho các bác xem. Đây là cái mạch này đó, và em bán cái giá là chỉ có 100k 4 thanh nha các bác, giá rất là rẻ. Một ít dây điện này em bán 120k một cân nhá. Đó, chỗ này được có hơn cân thôi, bác nào chốt cả được thì tốt. Khu vực bên này là vẫn hàng cũ này các bác. Đó. Hàng cũ nhá các bác. Các bác xem qua đi, hôm nay chưa biết, chưa chắc em đã view đến nhá các bác. Không có view đến hay không. Đó. Rất là nhiều đồ nhá. Nhiều khủng khiếp luôn các bác. Không biết video hôm nay em quay thì được bao nhiêu thời gian. Đây nữa này, dây tủ nhá các bác. Một cái cặp dây rất là độc này. À, một cái dây inox này, à, dây inox cực độc nhé các bác, dây tủ inox 3 tầng, đó, rất là nhiều nhé, hàng này là hàng rất là xịn này, đó, hôm nay em về được một ít tay quay này, có vài cái này, và những cái bộ như này nhé các bác, poly nhôm, và hai cái miếng nhôm hai bên rất là xịn sò này, giá rất là hợp lý này, những cái máng inox này, đó. Và chỗ này nữa này. Nguồn tổ ong, chỗ này là những cái bộ khung cánh cửa hàng tháo máy nhá, hàng tháo máy Samsung nhá các bác. Đấy, toàn chữ Hàn Quốc rồi, rất là xịn. Còn khu vực này em còn một ít đồ cũ này, em vẫn giới thiệu đến với các bác. Các bác chốt được cái gì thì cứ chụp ảnh gửi cho em nhá. Và video chính của em sẽ lên trong khoảng độ 10, 14 cho đến 15 giờ nhá các bác. Đó, hẹn gặp lại các bác vào video chính.